Sizawe ACV Puak Mervis Ko Ip Clear A Yes Nu FM Zop Sợt Hát O Đê Zô Pua Ẩm Cơ Vào Heo Hiếu MVC Ao Lơ Vô Mù Mùn Dâu Ip Như Cơ Vào Vô Dô Con Lốc Quét Đĩ LVK Cua Cặp Minh Voi Giấc Lùi Lê Ô Âu Giật Schedule Gì SF Gì SDM Bằng 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 Bằng. Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Là sao vậy mọi người? Ủa là sao vậy? Không hiểu luôn á. A hiu la con ân nhu con các cua e a. A hiu ke chuyên nhu si el cua a vay. A hiu nhìn đam giang versus minh không liên minh có mốt con gì đam giang roi em mở cha t 8 k dây con gì huy huyô coi sơ xế. Kiến cha nha. Cái bài nét nó không hiểu một cái gì luôn đó má. Thì không bật donate hả Hiếu? Hôm nay không có bật donate. Ủa có ai donate không giờ? Nãy giờ có ai donate không giờ? Hôm nay đi Hà Nội mà nên là đâu có lên xin để cái đồ này rồi cái kiểu đâu. Để bật donate lên cái cho tiền nha. Rồi bật donate lên để ai có tiền cho nha. Đứa nào á có tiền á ít á thì khá cho ít. Còn nhiều á thì cho hết. Hiểu không? Để dành mua game ấy lộn, để dành mua kẹo ăn rồi sau răng sao? Cho hết đi. Để tôi chịu cho, để tôi thiệt tòi cho. Để một mình tôi chịu đựng cái sự thiệt tòi đó cho. Mọi người để tiền trong người của mọi người á nguy hiểm lắm. Lỡ như nó cướp, nó giật, nó hãm hại, nó hãm hiếp mọi người vì tiền sao? Thôi mọi người cứ đưa đây đi. Tôi giữ cho. Trời ơi má ơi, tôi kể cho mấy má nghe nha mấy má. Trải nghiệm đi coi phim á tại Sài Gòn mùa mưa. Hồi trưa này thì em Hiếu Ba Lan có mọi người có đi coi phim. Thì cái người mà có coi phim ngồi sau lưng tôi bị hôi dầu à. Rồi cậu bé hentai tới nữa, cậu bé hentai đôi nét tới nữa. Gọi em mày gọi. Cái gì vậy trời? Apex donate 3 lần mà mày bật. Trời, rồi bật donate lên cái bị mất cái donate gì nữa rồi kìa. R Duma T donate cho M xong RM co cha lai cho T cô con di hưu đam giang cu tô. Ghê không trời, donate dễ thương quá, donate không hiểu mẹ gì hết. Donate gì tôi đọc tôi hiểu chết liền luôn á. Chị Google đọc bà đó viết tắt. Hôi chân rồi sao nó yếu, bị hôi chân má kể vô nghe. Không phải là khá tôi muốn nói xấu hay là gì đó đâu nha, nhưng mà thật sự là hồi trưa này nó là một trong những cái trải nghiệm kinh hoàng với tôi lúc mà tôi đi coi phim á. Hồi trưa đó là coi ở cái đạp Beta Cinema. Sao cô nói sớm này mới donate xong mày bảo tắt donate chắc đặt vô cục mày quá. Đặt vô cục là cái gì má? Đặt vô cục là đọc vô. Mẹ lại con. A Hiếu gào thét tên em đi anh Hiếu. Không mẹ ơi. Chúc mừng bé quay vào ô mất 8.000 rồi tới bao giờ tôi mới kể xong cái câu chuyện hôi chân gì má. Coi bên Beta Cinema ở Quang Trung đó thì đi ra đó coi thì coi bộ phim Cú Máy Ăn Tiền, nói về phim đạo diễn đâu đó. Ra đó coi xong cái là phía sau tôi là hai anh chị, một anh và một chị. Thì đang ngồi coi vui vẻ bình thường vậy đó, xong cái tự nhiên cái tôi thấy có cái chân. Thấy có cái chân á, chọt chọt lên ngay cái chỗ mà để cái tay của tôi vậy nè. Thì tôi thấy vậy thì tôi nhường chỗ cho để chân. Nhưng không, là cái chân của cái chị nha. Tôi chắc chắn là của cái chị đó. Tại vì cái anh đó là anh mang dép. Cái chị đó là chị mang dép kính mà chị có mang vớ, nên là tỷ lệ chị bị hôi chân rất là cao. Tôi đang coi phim bình thường vậy đó má, cái tôi nghe mùi gì đó. Tôi tưởng là cái mùi áo mưa hay là cái mùi gì áo mưa nãy tôi chùm á. Nhưng không, đó là mùi giò nha. Và trời ơi là trời, địa ngục trần gian luôn á. Ngồi coi phim đúng lâu luôn á, trải nghiệm cái đó. Hello con Phúc Châu nha, hello fan, chào tao coi ông già, chào con Bảo Trần nha, hello sếp. Chúc con tham lam hay khều donate một buổi tối thua cái đách què bằng 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 bằng. Không hề khều donate luôn má, nó nói cái đứng cứng họng luôn. A
A hiu oi a hiu la con ân nhu con cát cua e a. A hiu ke chuyên nhu si el cua a vay. A hiu nhìn đam giang versus minh không liên minh có mốt con gì đam giang roi em mở cha t 8 k dây con gì huy viêu coi sơ xế. Còn nghe được mà đó. Bên này hả? Cái gì? Cái đồ nét đó tao không hiểu một cái gì luôn á má. Đồ nét đó thằng nghe không hiểu gì luôn á. Má nó mới đâu nét cái nó mất. Em mờ trả lại kênh like cho anh bỏ đi. Mấy bữa em mờ sắp đi Hà Nội nhưng tê thấy em mờ đi chơi ở SG. Ủa người ta ở Hà Nội. Em lên thay em mờ like 3 ngày rồi gần chết. Ủa bỏ có like hả? Trả lại kênh like cho anh bỏ đi. Anh bỏ có lên like 3 ngày cơ má. Đọc chat của anh bỏ tụi tao đâu. Không anh bỏ anh chê nha. Anh bỏ không có đọc chat bằng cái điện thoại nha. Anh bỏ nói anh bỏ là ba bông gòn. Sao anh bỏ đọc chat được má. Hello cô Phú Đỗ nha cô Lưu Sếp. Bữa em đang nói xấu cái đứa, mấy cái đứa lớp em á. Cái tự nhiên cô gọi đột xuất cái em quay ra em kêu dạ. Đu má cô cái giờ á em sợ gặp cô quá anh. Trời ơi là trời mẹ lại con. Mẹ làm vậy chứ gặp lại biết nói sao đỡ nữa má. Yo hello con Bảo Bảo nha, hello bà, hello bạn Vương Nguyễn nha, hello Van. Anh Hiếu ơi nhìn anh giống BD quá anh. Anh không có BD, nói bao nhiêu lần rồi nha. Không tới nói chào anh nha em. Xịn mà mát. Cái bạn đâu nét trước mày tắt. Xui, cái đó trước đó có bật đâu. Anh Hiếu đã buồn. Ôi, hello bạn Hưng đang xì nha, hello em. Hello con Minh Nhật nha, hello Sáp. Hello con Thành Nhân Nguyễn nha, hello em. Anh ơi, em mua thuốc chuột cho con chuột em uống. Sao con chuột em nó chết rồi, anh Hiếu hơi buồn quá chạy cứu chuột em. Ê má. Con chuột má, để kể cho mấy má nghe. Nhà của tôi hồi trước không có nuôi mèo, cho nên là cũng có chuột rất là nhiều luôn. Sau cái bữa hôm đó cái chai thuốc tẩy á, cái chai thuốc tẩy của mẹ tôi để trong cái toilet đó. Cái gia quy của mấy bạn vô, cái gia quy của mấy bạn tấn công cái toilet. Bạn gia quy tấn công cái toilet với xong cái cạp cái chai thuốc tẩy đó, cạp lủng một khúc vậy nè. Không biết là bạn gia quy của mọi người có uống không nữa má. Cái sáng mai ra nằm cục. Mày đang làm gì nè? Về với đất mẹ bạn Gia Quy cho chừa cái tật cái gì cũng cắn hết má. Cái gì vậy trời ơi, sao có mấy cái câu có mấy chữ nghe được nha. Mấy chữ không nghe được không hiểu, nhưng mà có mấy chữ nghe được nha má. Có mấy chữ nghe tới đó nữa nó má đỡ nổi luôn á. Hello con Đặng Lê nha, hello sếp. Hồi xưa tôi đi chửi lộn, để tôi kể cho mấy ông nghe. Hồi xưa trong lớp của tôi chửi lộn hơi bị nổi tiếng. Hồi xưa mà mấy lần đi chửi lộn á nha, thì nó sẽ chia ra những kiểu chửi lộn như sau. Chửi bắt buộc phải có bằng chứng nha. Tao chửi mày nào? Tao chửi mày hồi nào, mấy giờ, mấy phút, mấy giây? Mày có bằng chứng không? Tao chửi mày ở đâu? Hồi lúc tao chửi mày tao bận áo màu gì? Tao có bận quần không? Lúc đó tao chửi mày lông rách là bọc dài chưa? Áo chống nắng mình phơi thì nó chống nắng hay sao nó khô được ta? Nó đáng hiểu luôn. Sao hỏi hay quá ta? Tao hỏi không biết giải thích luôn. Lòng tòng tằng tằng tằng, lòng tòng tòng tằng tằng tèn tèn tằng tòng tăng tăng. Đó là lời thằng bạn bên Campuchia của em Bạch.
Em cũng có nhiều bạn Campuchia nè. Sao ảo gái vậy má? Người bạn Campuchia là nói cái gì mà giống như bị ỉa vậy? Anh Hiếu ơi, người Cam người ta có ho ra tiếng không anh? Có nha em, người Cam người ta ho ra cái tiếng là cái liệt bạ. Người ta chửi mày đó cũng đỉ ơi. Mày sao mày sống cái tàn ác quá vậy hả? Kênh Hiếu nổi 90% là do anh bò, 9% còn lại là do chị Huệ, 1% lại là do con mèo. Rồi tao đâu? Hello con Dương Thùy nha, cái đơn sớt. Anh Hiếu ơi, em thắc mắc là tại sao khi anh đọc bình luận, anh lại đọc bình luận của em mà anh lại không đọc bình luận của người mà đã donate, mà anh lại đi đọc bình luận của donate, anh không đọc bình luận của em. Là sao? Nó ghi cái gì vậy má? Chồng yêu biết. Ủa 50 thiệt hả? Đoạn đi. Ok, 50. Làm tối nay ngủ bị ma bắt. 50 thì phải donate chứ. Ai lộn, donate 50 thì phải beatbox chứ. Hôm nay không chơi game mà Hiếu. Hôm nay không có chơi game nha má. Ngồi chơi vậy cái người ta cho tiền quá trời luôn. Trời ơi, hồi nãy giờ ngồi không vậy chơi cái người ta cho chắc cũng cỡ mấy trăm rồi đó má.